Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hải Băng thông báo sắp đẻ nữa, xác nhận mang thai lần 4 dù đã triệt sản. Thông tin Hải Băng sắp đẻ khiến thông tin Hải Băng sắp đẻ tiếp đang khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Mới đây trên trang cá nhân, Hải Băng khiến khắp cõi mạng rần bất ngờ khi thông báo sắp đẻ nữa, ngầm xác nhận mang bầu lần 4 giữa mùa dịch. Ai cũng chơi thử thách mùa này, bạn đẻ được bao nhiêu bé? Khai thật, em sắp đẻ nữa, Hải Băng cho biết. Ngay lập tức dưới phần bình luận, dân tình ai cũng ngỡ ngàng đến không tin nổi, vì trước đó Hải Băng từng cho biết cô đã triệt sản hậu sinh mổ 3 con trong thời gian ngắn. Hải Băng bất ngờ thông báo sắp đẻ nữa giữa mùa dịch dưới phần bình luận khi một khán giả thắc mắc: thiệt luôn hả chị, đợt chị thắt buồng trứng rồi mà vẫn bầu được hả chị? Hải Băng đã có câu trả lời là 2% như ngầm xác nhận chuyện mang thai là chuẩn xác. Người bạn thân thiết với Hải Băng là ca sĩ Băng Di cũng phải trầm trồ: trời ơi, phục mẹ quá, sau khi biết được thông tin. Tuy nhiên, không ít khán giả tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Hải Băng khi trước đó cô từng sinh mẫu liền 3 bé. Khi bé thứ hai vừa đầy 3 tháng thì Hải Băng lại được thông báo đã có tim thai 8 tuần. Dù biết rủi ro cho cả mẹ lẫn con là vô cùng lớn, nhưng Hải Băng vẫn quyết giữ lại em bé và may mắn vượt cạn thành công vào tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên, với dòng trạng thái úp mở, không nằm ngoài khả năng Hải Băng chuẩn bị ra mắt đứa con tinh thần là sản phẩm âm nhạc hay thương hiệu mỹ phẩm của mình. Vì thời gian qua, cô và Việt Huê, vợ của Lê Hoàng, nhóm The Men bắt tay xây dựng dòng mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Thông tin cô mang bầu lần 4 dù đã triệt sản trước đó đang khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Ngỡ ngàng màn lột xác body ngoạn mục của Hải Băng, từ bụng rạn đáng xót xa đến vòng eo siêu nuột không tì vết. Cách đây không lâu, Hải Băng khiến nhiều người xót xa khi đăng tải bức hình khoe cận cảnh vòng 2 sau khi sinh con với ông xã Thành Đạt. Trong bức ảnh có thể thấy rõ nét những vết rạn da chằng chịt của nữ ca sĩ. Dẫu vậy, cô vẫn tỏ ra rất hạnh phúc vì hiện tại đã có ba nhóc tì cực xinh xắn và dễ thương. Cho đến mới đây, sau một thời gian dài tích cực giảm cân và ăn uống khoa học, Hải Băng đã có màn lột xác ngoạn mục với vòng eo thon gọn. Những vết rạn da từ đó cũng hoàn toàn biến mất. Màn lột xác của bà xã Thành Đạt khiến rất nhiều mẹ bỉm sữa phải trầm trồ, ngưỡng mộ và có thêm động lực thay đổi bản thân. Hải Băng kết hôn với Thành Đạt vào tháng 7 năm 2016, giọng ca Viên Đá Nhỏ sinh cho ông xã liên tiếp ba nhóc tì cực đáng yêu. Tuy nhiên, ở lần mang thai nhóc tì thứ ba, bác sĩ cảnh báo trước với nữ ca sĩ sẽ có nhiều rủi ro, song cả hai vẫn nhất quyết giữ lại đứa bé. Sau khi bất chấp nguy hiểm để sinh con, Hải Băng và Thành Đạt giờ đang sở hữu cuộc sống hạnh phúc, viên mãn khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.